Rồi anh em nhá. Ok anh ơi. Đấy, quay hoàn cảnh cho các bạn xem qua thì như qua cái bộ tổng thành đồ của xe ca Kia Morning 3 nhập khẩu. Đấy, tầm thứ 2. Đây cam xịn Mobit này anh em này. Đây xịn Mobit 100% luôn. Đây xịn Mobit luôn. Đó. Dây cola tổng Mobit xịn 100% luôn. À Mobit xịn anh em nhá. Dây trợ lực tay lái Mobit xịn 100%. Bi thì hai cục xịn 100% hàng Mobit luôn anh em nhé. 4X000 hàng Mobit luôn. Bi T xịn 100% luôn. Đấy. Lá côn xịn 100% luôn. Đấy. Nói không với pha ke và nói không với hàng OEM nha các bạn nhé. Tất cả đều hàng xịn chính hãng 100% luôn. Mà là Mobit xịn anh em nhé. Ok không anh không giúp em giúp không? Em lấy cái túi cho. Đấy. Toàn bộ hàng Mobit xịn hết luôn. Vì anh trai là khách quen, anh ấy thích đồ xịn, tất cả mọi thứ phải là xịn. Vì chạy thật ra thì đồ xịn thì các bạn chạy sẽ được bền và nói chung là thống nhất với toàn bộ dòng xe và đi theo xe. Còn anh không xem mức này vào. Còn nếu các bạn mua hàng của em thì nó rẻ hơn một chút, nhưng mà nói chung là tùy vào giá tiền và tùy vào cái công năng anh em bỏ tiền ra mua. Đấy, ví dụ đây là toàn bộ đồ xịn thì anh ấy muốn chạy lâu dài, còn anh em mà muốn chạy gọi là qua loa thì các bạn có thể mua hàng của em thì giá tiền nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và thứ hai là đồ thì nó sẽ không được bằng như này. Đây tất cả đồ xịn hết các bạn nhé. Tay mở cửa hai cái thay luôn các bạn này, đều xịn hết luôn. Đấy, toàn bộ hàng xịn đằng sau là sẽ dập chữ Kia các bạn này. Đó, hai cái cửa đều bị gãy hết anh em ạ. Hai cái cửa của anh đều bị gãy hết. Còn tay mở cửa trong được thôi, nhưng mà qua mình hết. Đó, thế là xong cho các bạn nhé. Đây là mình sẽ lấy túi anh công. Bây giờ mình sẽ lấy túi cho anh ấy, cho hết đồ vào, cho an tâm. Toàn bộ đồ xịn hết. Anh các bạn cho đây xem phát này. Toàn bộ đồ xịn hết của con xe này các bạn nha. Con xe này là Kia Morning 3 1.2 nhập khẩu. Con này là đời vào 2006 anh em ạ. Là mắt tròn này. Đấy, bắt đầu lên 2006. Vẫn 2006. 1.2 anh em nhé. Toàn bộ xịn hết luôn. Dàn lạnh dần nhé. Con này thì là xe bao nhiêu năm của bác thì sinh chiến rồi. Đó. Các bạn thấy không? Căng đét luôn. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Khi nào mà có cái tay mở cửa ngoài ở trong em báo cho em alo cho. Ok em mở cho. Còn khi nào mà thay mà phanh thì bảo em. Ok thank you anh công nhiều. Đấy, anh trai khách quen.